Hello mọi người, ngày hôm nay thì Huyền sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm mới rất hay. Và nhờ có sản phẩm này mà da của Huyền đã hết sạch mụn và sáng hơn sau cái quá trình đi quay phim dài vừa rồi của Huyền. Đây là bột rửa mặt đông y của TS Natural cùng thương hiệu với tinh chất vệ sinh Xuân Hồng rất nổi tiếng mà trước đây Huyền đã từng giới thiệu. Cách sử dụng bột rửa mặt đông y Hoàng Cung này thì rất là dễ. Một hộp gồm có 30 gói và khi sử dụng thì các bạn lấy một gói nhỏ ra như thế này. Một gói nhỏ này nhúng vào nước ấm khoảng 5 giây, sau đó sẽ đổ hỗn hợp ra tay và massage đều lên mặt. Các bạn nhúng vào nước ấm khoảng 5 giây, cho nước thấm đều vào bột rửa mặt, sau đó đổ bột rửa mặt ra tay. Xoa đều, sau đó sẽ massage đều lên mặt. Khi sử dụng sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy một mùi thơm rất là dễ chịu và nhẹ, cảm thấy rất là thư giãn. Nhớ là chỉ massage tầm 20 giây thôi nhé, và các bạn massage thật là nhẹ nhàng thôi. Sau đó thì chúng ta rửa lại với nước lạnh. Các bạn thấy đấy, sau khi mà rửa mặt xong thì da của Huyền rất là căng và láng mịn như thế này. Sản phẩm này thì dùng rất là thích và Huyền hy vọng rằng các nàng khi mà sử dụng sản phẩm bột đông y Hoàng Cung này thì cũng sẽ có chung cảm nhận giống như Huyền. Và chúc các nàng sẽ có một làn da thật là đẹp với bột rửa mặt đông y Hoàng Cung.